chuột cũng nhân thối thần các bạn. Rau quá trời bự chuột các bạn ơi. Chuột nó giống nó bị ăn trúng thuốc các bạn. Nè các bạn, dưới sườn các bạn. Nó ăn thuốc chuột các bạn ơi. Ủa, chuột quá trời bự các bạn ơi. Thối thần thì cứ rồi nó chui xuống đó nó ngồi các bạn. Đó. Chuột này chắc nó ăn thuốc các bạn ơi. Quá trời bự chuột các bạn ơi. Nấp trong đó rồi các bạn ơi. Chuột nó chắc nó ăn thuốc chuột các bạn. Nó yếu rồi. Đó. Mình động cái nó bò đi các bạn. Quá trời bự chuột. Đó, đó, cùi rô. Công nhân khủng các bạn ơi. Chuột trốn chổng rồi các bạn, nãy giờ nó bè đi mà bè không nổi các bạn ơi, quá trời bự chuột các bạn ơi. Nó trốn dưới các bạn. Quá yếu chuột, quá yếu rồi, chuột này chắc chết các bạn ơi. Đó. Nó đã bè ra ngoài rồi bạn. Kìa kìa các bạn, đó. Đâu. Thối thần luôn các bạn ơi. Nó đang ngồi lúc mãi các bạn ơi. Cục đen đen ngoài các bạn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Chuột đó lát nữa là nó cũng chết các bạn ơi. Nó ăn thuốc chuột các bạn. Quá trời chuột khủng. Để em động cho nó bò các bạn. Đó các bạn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Thối thần luôn. Chuột này giá chắc cả ký lô các bạn ơi. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Các bạn ơi. Con nhum khủng luôn á. Ồ quá cứ chuột. Chuột yếu lắm rồi các bạn ơi. Như chỗ này người ta thúc chuột các bạn. Trốn đó rồi các bạn ơi. Quá trời bự luôn. Cho nên lấy cục đất thật trội nó có bè ra các bạn. Nó nhúc nhích chậm các bạn ơi, mình chọi ngay nó luôn các bạn. Trốn như đó luôn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Cũng nhìn quá trời khủng luôn. Chuột đó lát nó cũng chết các bạn ơi. Quá yếu rồi. Đây là thuốc chuột không nè các bạn. Cũng nhìn nó ra nó ăn nè. Lúa nè các bạn. Đây ta xả lúa, người ta thuốc các bạn ơi.